Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở Tiên Lãng của thành phố Hải Phòng và đang vào thăm vườn của anh Trọng tại Tiên Lãng quý vị nhé. Và Bonsai Đức Huy ghi nhận có quá nhiều thay đổi ở vườn anh Trọng. Vườn anh một thời gian ngắn nhưng mà thay đổi nhiều tác phẩm, anh mua thêm những cây cổ già đẹp. Và anh cũng chăm chút cho những tác phẩm của vườn mình, cắt tỉa, uốn lắn. Và hiện nay rất nhiều những cái tác phẩm đã đẹp lên rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, là những cây xanh cổ, cây xanh cổ này già quý của anh. Đây, quý vị ơi, quý vị nhìn này này, hàng cốt chậu này, tuổi cây thế này mà quý vị, già lên tận ngọn. Ngắm đã quá quý vị ạ. Ngắm thế này thì đã quá rồi. Đây là quý vị này. Nhiều lắm. Em chào hai anh em nhá. Đây anh để tiến gần đến là chào anh chủ vườn, anh Trọng. Em chào anh Trọng, bắt tay anh Trọng cái nào. Vâng. Chào chúc khỏe anh nhá. Làng cây nhá. Chúc sức khỏe anh nhá. Vâng vâng. Đây bạn Trung. Chào tất cả anh. Chào bạn Trung. Làng cây. Hôm nay đến thăm vườn anh. Anh ơi em thấy rất là mừng khi đến thăm anh bởi vì thấy cây đẹp lên rất nhiều. Và anh cũng chăm chút cho tác phẩm mình đẹp và có nhiều cây mới nhỉ. Đầu tư từ đầu năm thì mình cũng mua gần chục cây mới về. Bây giờ mình chuyển sang nối chơi ít cây cổ. Vâng. Thì mình chỉ chơi ít cây phôi. Em ghi nhận là sang năm nay là mọi người mua nhiều cây cổ và chơi nhiều cây cổ. Và mọi người đã cảm nhận được cái giá trị của cây cổ, yêu thích hơn. Thì cái tác phẩm này cũng tác phẩm mới hả anh? Tác phẩm con nong. Đây này, đây này. Đúng rồi. Con nong này mình lấy được trong năm. Thế yeah, mới trong năm. Bây giờ mình chuyển ít mỗi ít thôi. Đây kính thưa quý vị nha. Cây cây long cao khoảng 1m3 đến 1m4 đấy anh nhỉ. Anh Trọng ơi. 1m4 à? 1m4. Quý vị đến gần để chiêm ngưỡng một cây long này. Một cây long cổ xương răm quý vị nhá. Từng bông này quý vị này. Cây hoàn thiện rất lâu rồi. Và thân mốc trắng này quý vị này. Cốt chậu quý vị nhé, bẻ đặc quánh rồi. Anh Trọng ở Tiên Lãng, anh có một cái vườn cây rất là rộng. Một cái vườn này thì còn chứa được nhiều những tác phẩm nữa. Và sắp tới anh có bật mí một chút là anh có vào thêm nhiều nữa không anh? Anh em bây giờ thì cứ gặp thì mình lại thì mua thêm vào chơi thôi. Vâng, thế là anh vẫn có tư duy là vào thêm một số nữa nhỉ? Vâng. Ủa mặt sau quý vị ơi. Anh ơi mặt này mới mặt chính anh Trọng nhỉ? Đúng rồi. Mặt này tác phẩm long mới mặt chính này. Mặt này mình ngồi trong đán trong tròi mình ra ngồi uống nước. Ui quý vị ơi, quý vị nhìn mặt này mặt chính này, một cái long cổ này. Long cổ của anh. Xuất sắc quý vị ạ. Và những cái đường rễ nhé, cái đường rễ hóa. Bây giờ quá trình thời gian mới biến hóa. Cũng rất đẹp. Tất cả cái gì cũng phải cần có thời gian. Và thời gian thì biến những cái trơn tru thành những cái điểm sần sù. Thế thì mọi cái chúng ta cứ phải bình tĩnh. Thế còn nếu đốt cháy giai đoạn là cũng không đẹp đâu quý vị ạ. Đốt cháy giai đoạn rồi thì cứ hơi trơn trơn một chút lại đưa đục vào thì là cũng không lên. Đấy, những cây cổ nó phải giữ được những cái sạch sẽ, nguyên bản. Quý vị nhìn anh ấy làm bông răm này quý vị này.
đang đè bông quý vị nhé, phẳng phiu, bông mỏng bay rất đẹp. Một cây cổ nữa quý vị ơi. Anh Trọng ơi, quý vị nào mà có thích cái tác phẩm nào anh có giao lưu không? Mình giao lưu các bạn. À, anh cũng vẫn giao lưu. Các bạn. Yeah. Anh sao đọc cái số điện thoại của anh đi. Mình 0904 0904 076 486. Dạ vâng. Đây anh Trọng ở Tiên Lãng quý vị nhá. Anh Trọng cho quý vị cái số điện thoại. Thì hôm nay đến thăm vườn anh. Và Bonsai Đô Uchi sẽ quay cho quý vị một số cái tác phẩm và những cái phôi đặc sắc trong vườn của anh. Bonsai Đô Uchi ghi nhận là những cái toàn cây cốt chậu thôi. Anh này tác phẩm là nghệ thuật nhỉ. Con này anh mới chuyển trọng, thay trọng. Anh vào gần tác phẩm một chút. Cái này thì con này mình sau mới, này mới còn thay trọng mình đổi đảo dáng. Vâng. Anh trước, anh có tư duy anh viết cái chốt này không? Thấp một chút nữa không? Chắc là anh sẽ làm một bông khác. Một thêm một bông nữa hả? Một bông nữa. À. Đấy. Con này trước là một con tán hóa. Tán hóa hả? Tán hóa. Thế và nếu một không thì cái bông này có thể vít xuống thuốc nó 5-7 phân nữa. Kéo đè xuống. Kéo đè, vam xuống. Này, cái bông này này. Sao Huy đóng góp với anh Trọng đè xuống 5-7 phân nữa. Hoặc là anh có thể anh nuôi thêm bông nhỉ? Khả năng nuôi bông đẹp hơn. Nuôi bông. Rất là một con tán hóa. Cây rất là nghệ thuật đấy quý vị nhỉ. Cây này thêm co líu một chút. Cốt xị. Cây này chỉ cao 50 phân thôi. Đang làm bông nhá, đang làm bông rất là đẹp này quý vị này. Rất nhiều tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện quý vị ạ. Và quý vị sẽ sang ngắm một cây già nữa này quý vị này. Cái này cũng già thế đấy, anh Trọng nhỉ. Tiếp thật già. Bộ mặt này nhìn còn đã hơn quý vị ơi. Bông mình làm rất đẹp đấy quý vị nhá. Quý vị nhìn đây này. Mới đè bông thôi. Các bông mỏng bay. Già đến giam chi. À, đến tận rong. Cây cao cũng tràn 1 mét nhỉ. Yeah. Mét khoảng mét. Mét thì mét 1. Nguyên bản. Mình nhìn thấy cái tem cây này. Hiệp thật. Ngoài ra quý vị nhá, quý vị nhìn những cái cốt tầng rất to của anh đang xây dựng này quý vị này. To lắm. Có thể anh giữ được 28 anh nhỉ? Đang giữ 28. Giữ được 28. Cái tán thứ hai thì làm để làm thân chính đúng không? Làm thân chính. Rồi còn giữ được cái tán. Hóa hết cái tán hóa. Dưới. Vâng. Có hết tán rồi. Đây là anh nhiều lắm quý vị này. Một số phôi nha quý vị nha. Phôi to đang xây dựng này quý vị này. Đây là toàn tán tầng này, đây là tán tầng. Còn một tán hóa chảy mệt ở mặt rồi. Ui trời, đây còn cái tán này. Bây giờ cũng vẫn còn nhìn thấy, chứ một chút nữa là thời gian nữa là không nhìn thấy. Mình nhìn thấy này. Hóa bết hết rồi. Ui dồi. Các tay đã hóa đặc hết vào nhau rồi.
là quý vị nhìn này, đặc quánh hết rồi. Rất nhiều. Quý vị đến một cây xanh cổ nữa này, xanh cổ hai thân. Anh ơi, cây này của anh cũng chất chậu nhỉ? Chất chậu. Kính thưa quý vị là anh chọn đa số những cây chất chậu, tuổi chậu. Ôi giời, nhìn bên này, đã quá này quý vị này. Quý vị nhìn một cái dừa vườn rộng lớn bao la của anh Trọng. Vườn cây này thì phải cần là mấy chục tác phẩm nữa mới phủ kín được cái chỗ này. Anh ơi, cái vườn này của anh tổng diện tích cả vườn cả ao nó khoảng bao nhiêu sào hay là tính hecta? Của mình tính vào cả ao vườn của mình nó rơi khoảng độ gần 2 hecta. À, gần 2 hecta. Gần 2 hecta. Còn sân vườn mình chơi khoảng 1.500 vuông. Ui giời ơi, lý tưởng không quý vị? Quá tuyệt vời. Phần đất vườn của mình chơi cây 1.500 vuông. Đấy là cái không gian mơ ước của người chơi cây quý vị nhé. Em xin chúc mừng anh. Anh có một cái sân vườn lý tưởng. À đây quý vị ơi, bonsai đó quý vị nhìn, một cái cây bonsai tầm trung. Oh, cây này cũng là đồ chất này quý vị này. Cao 50 phân, sau xây dựng xong cũng chỉ 50 phân thôi. Là đến là vườn anh Trọng thăm. Em chào anh Liệu nhá. Chào vua cây cổ Tiên Lãng. Chào, chào anh. À nhá. Anh thăm cây của anh Trọng đây, cây cổ đây. Đấy. Trước mua của ông Trung đây. Ở khu 3 thị trấn Tiên Lãng đây. Ông Trung Bia đây à? Ông Trung Bia đấy, hơn 70 tuổi. Ui giời. Hơn 70 tuổi rồi, ông Trung đấy. Ông Trung nào mà hơn 70 tuổi? Ông giữ được cái cây này. Dạ. Anh Liệu ơi, em vừa đến mà nhìn cái chậu đẹp thế nhỉ, cái chậu nhỉ? Chậu rồng đẹp lắm. Chậu rồng đẹp. Dạ. Dạ. Em xa xa em nhìn thấy cái đôi long này, đôi long gớm thật đấy nhỉ. Đôi đang được cải tạo lại. Đang cải tạo lại. Ui, nhưng mà cái chân bệ này khiếp thật. Kính thưa quý vị này, lần trước Bonsai Đa Huy đến nhưng mà không nhìn rõ những đôi long. Nhưng mà lần này quý vị ơi, cái long này khủng khiếp thật đấy. Ui giời, hiếm nhìn được cái bệ long mà đây nó lại đặc quánh cái này. Long thân một mà. Ui giời ơi. Anh đang cải tạo lại quý vị nhá, tử đây này, rất đẹp. Và các chốt các cung đóng chuẩn chỉ. Ngọn là anh giữ lại chốt 1 chốt 2, ngọn là làm lại cho nó rụt rịt hơn quý vị ạ. Hiện nay cũng đã được giật được mấy nhịp rồi. Nhưng mà cái lòng cái tỷ lệ đẹp lắm. Anh mua được cái sở hữu được cái đôi long này quý anh Trọng ạ. Đây quý vị ơi, một cây long nữa này quý vị này. Trong một bộ đôi này quý vị nhé. Ui giời quý vị này. Hai cây anh phá thế này em thấy cũng hợp lý. Tôi năm mình phá mình làm lại phần ngọn. Nhưng mà ngọn anh lấy đẹp anh ạ. Đây này ngọn. Ngọn kính thưa quý vị này, quý vị nhìn thấy đây là mặt chính này. Và quý vị nhìn thấy ngọn này. Rồi anh lấy ngọn lên. Chắc ngày trước là ngọn cao của anh, cao lắm hả? Cao lắm, cao lên 6-70 phân nữa cơ. Thế hả? Bây giờ chỉ còn 20 phân có ngọn thôi. Vâng. Rụt xuống. Sau xuôi cây long này có cao đến 1,5 m không anh? Con này xong khoảng 1,6 m. 1,6 m hả? 1,6 m, tổng 1,6 m. Anh em mình sang bên này đi, bên này có anh còn số phôi và tác phẩm nữa nhỉ? Cái này còn mấy tiêu, còn ít. Những cây tiêu biểu của anh. Một cây trực này, trực khá to anh Trọng nhỉ? Trực thì to. Đang vào bông rồi quý vị nhá. Đây một cây trực cổ này. Trực cổ đã những cái chốt dưới, mấy chốt dưới này anh bỏ rồi nhỉ? Anh làm lại hết rồi. Bỏ mấy chốt dưới này.
làm đến sau này một con sừng cao to đây. Thân bệ già cưng. Già lắm. Già lắm. Rồi, quý vị ơi, quý vị nhìn một số những cái điểm già của cây. Đây là cái chốt anh bỏ này. Chắc phải bỏ mất 3-4 cái chốt ở dưới. Nhiều lắm quý vị nhé. Đây trong này anh còn hồi mình lại tác phẩm anh nhốt nhiều lắm. Quý vị sẽ đi khám phá chiêm ngưỡng một con não. Rồi, cái não này của anh xong, cái não này cũng đẹp. Bóng dáng đẹp. Cái này anh ơi, cái này thì về cơ bản là xong rồi anh nhỉ? Cơ bản là xong hết rồi. Có cái bông đợi thời gian để mình tháo dây thôi và cho bông răm dày hơn thôi. Nhưng về cơ bản bố cục là xong rồi. Bố cục thì được gọi là hoàn thiện rồi. Vâng. Chơi thôi. Vâng. Đây thì được chơi. Đấy, cây cũng vào chậu đẹp rồi quý vị nhá. Cây này là có sân chơi là đi chơi được rồi. Một cây ăn lão. Một cây một cục tán hóa to. Đây nữa anh. Đấy. À, giời. Anh nhiều tán tầng đấy. Tán tầng đang xây dựng này. Trong này còn nhiều lắm quý vị nhé. Thôi, rất rất nhiều. Đây cũng tán hóa này. Tán hóa. À, bây giờ không nhận là tán hóa nhỉ? Đấy. Không, anh không nhận đâu. Đấy. Anh có nói thì em mới nhận ra chứ giờ. Một con tán hóa nhận, đây. Không nhận một cây tán. Cây xuất phát từ tán tầng này. Cây cũng to đều cũ hết rồi. Con này cũng một tán hóa đây. Cũng tán hóa rồi. Nhiều, nhiều tán hóa đấy. Phôi này của anh cũng già này. Đấy. Phôi năm thân đây. Vâng. Toàn tán hóa rồi. Đây cũng là cái cây tán chứ anh? Cũng một cái tán hóa. Ồ thế à? Hôm nay phá một cái đường nước. Phá theo cái dáng này lạ dáng nhỉ. Đấy, toàn tán hóa thôi. Bỏ một cái thân chính nhỉ anh nhỉ. Bỏ cục cửa thân chính. Bỏ thân chính, lấy hai cái tay hóa của cái tầng 1 đúng không? Tay hóa tầng 1. Làm hai thân. Phá lâu rồi, nhưng mà cái này phá rất lâu rồi đấy. Về anh mới phá hay là anh người ta đã phá rồi? Về mình phá. À thế à. Về mình phá. Đấy, kính thưa quý vị vừa đi một vòng cùng với Bonsai Đa Huy cùng với anh Trọng ngắm vườn cây của anh Trọng, một số những cái tác phẩm cây cổ và những cái phôi quý ở trong vườn anh. Thì đến đây Bonsai Đa Huy xin phép và dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.